Chào mừng quý chị và bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản AT màu trắng. Thì trong video này thì em sẽ đề cập đến cho anh chị chính sách lăn bánh xe trả góp cũng như là báo giá xe Accent phiên bản số tự động. Thì Accent thì có hai bản số tự động. Trước mặt em đây là bản AT thường và có một bản cao hơn là bản AT đặc biệt. Thì hai phiên bản này nó sẽ khác nhau mấy cái điểm, như là ví dụ như là hệ thống túi khí này, rồi thì la răng lớn hơn 1 inch này, cửa sổ trời, ga tự động, cruise control, điều hòa tự động, ghế da và gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động. Đấy, như bản AT này thì sẽ có là ghế nỉ này, nhưng mà những cái tính năng như là gạt mưa tự động, đèn tự động cũng sẵn có rồi. Đấy, màn hình cũng sẵn có, cam lùi. Và giá của chiếc xe này bên em thì đang được bán với mức giá là 504 triệu, giảm giá xuống còn 473 triệu. Lăn bánh tại thị trường tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng 530 triệu, và chỉ cần khoảng 160 triệu là anh chị có thể trả góp được rồi. Đó, 160 triệu. Còn phiên bản AT đặc biệt thì với mức giá bán là giá miết là 542 triệu, giảm cho quý chị xuống còn 512, giảm 30 triệu. Lăn bánh tại thị trường tỉnh thì rơi vào khoảng 570 triệu. Trả góp thì quý anh chị chỉ cần đâu đó khoảng 170 triệu là có thể lăn bánh được rồi. Phụ kiện thì bên em có tặng kèm cho quý anh chị như là phim kích nhiệt, thì xe này đã dán rồi. Trải sàn da như đây, anh chị có thể thấy trải sàn da này, bọc vô lăng. Lãi suất thì cực kỳ ưu đãi nhá. Lãi suất thì hiện tại bên em có hỗ trợ chương trình lãi suất cho quý khách hàng chỉ với 0,48% cố định trong vòng 1 năm đầu. Đó, 0,48% cố định trong vòng 1 năm đầu. Và những cái năm sau thì rơi vào khoảng 0,8 đến 0,9%. Còn cố định 3 năm. Cố định 3 năm ở đây thì nó rơi vào khoảng là 0,8%. Em xin lỗi. Cố định 3 năm thì nó rơi vào 0,625, gọi 0,62%. Cố định trong vòng 3 năm. Màu thì bên em hiện tại sẵn có những màu như là màu trắng này, rồi là màu đen, màu đỏ, giao ngay. Accent thì nó sẽ có những cái công nghệ nổi bật cho quý anh chị như là đèn nổ từ xa này, rồi thì hệ thống đèn pha đèn cốt là tự động, gạt mưa tự động. Ở đây chúng ta sẽ có đèn pha cốt, chiếu qua bóng chiếu và projector phá sương rất là tốt. Rồi hệ thống gương gạt điện, chỉnh điện, tay nắm cửa mạ chrome. Tích hợp tính năng ẩn là mở cốp thông minh. Đến phần hàng ghế thứ hai thì Accent sẽ được trang bị nó là cửa gió điều hòa ghế phía sau này anh chị này. Đấy, cửa gió điều hòa ghế phía sau cho tất cả các phiên bản của Accent. Đó, thì như phiên bản này thì anh chị chỉ cần bỏ ra là khoảng 160 triệu và giá lăn bánh là 530 triệu thêm bảo hiểm nữa, khoảng là 537 triệu nữa. Thì ví dụ như là chiếc ghế nỉ này thì anh chị có thể bọc thêm ghế da bên em, thì ghế da bên em giá rất là tốt, chỉ giá khoảng 2 triệu rưỡi thôi. Đó. Rồi lắp thêm cam hành trình, cam hành trình cũng rơi vào khoảng 3 triệu, cam hai mắt, sơn phủ gầm khoảng 2 triệu. Đó là hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe đầy đủ tính năng công nghệ toàn diện rồi. Mà giá lại rất là hợp lý, tốt nhất phân khúc luôn. Accent thì cũng được trang bị cái màn hình này là màn hình giải trí trung tâm, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto ạ. Thì cái màn hình này nó sẽ cảnh báo những cái tốc độ khi anh chị đi trên đường, rồi thông báo vạch kẻ đường cũng như là chỉ biển đường chỉ dẫn, vân vân. Đó, anh chị quan tâm đến Accent thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em cảm ơn anh chị đã theo dõi channel của Hùng Xe Hơi, và xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.